Em xin chào toàn thể quý anh chị ạ. Vâng, lời đầu tiên cho em xin phép được giới thiệu, em là Mạnh Triều, là nhân viên tại sàn Tô Mỹ Đình. Và ngày hôm nay em có một chiếc xe, nó không phải là bán tại, nó là một chiếc xe gia đình. Nhưng mà nó sẽ tạo cho quý anh chị khi mà di chuyển trên tất cả những cung đường, đường núi, đường đồi, đường đèo, tất cả đó sẽ là tốt nhất. Thì hôm nay đó là một chiếc xe Ford Raptor phiên bản máy 2.0 biturbo, sản xuất năm 2019, xe mang gam màu đỏ, nội thất đen và đăng ký tên tư nhân một trụ từ mới, biển số thành phố. Thì với chiếc Raptor, quý anh chị đi Ford, nó là một cái chiếc xe mà mang thương hiệu là bền bỉ này, an toàn này, chắc chắn này, cách em chống ồn tốt. Và ngày hôm nay chiếc Raptor mới về cửa hàng, em hãy cùng em trải nghiệm chiếc Raptor này xem nó có những cái gì thú vị mà người dùng lại thích đến thế nhá. Thì đầu tiên quý anh chị để ý cho em về một chiếc Raptor, cái điểm nhấn đầu tiên em thích nhất cái phần đây, phần tấm chắn gầm bằng thép. Cái này là một trong những cái mà cực kỳ quan trọng khi chúng ta đi đường mà gặp những cái vật như đá điếc là nó đập đây. Đây là một cái cứu sinh cho những cái đáy tắc te này, cực kỳ là tốt này. Tiếp đến là bộ lốp. Bộ lốp của xe thì là bộ lốp BF. Đấy. Đi đường trường cũng êm, mà đường núi cũng êm, đường đá cũng êm mà tất cả. Và kết hợp với đó là bộ thụt Fox Sailing. Đây, quý anh chị để cho em bên trong. Cực kỳ là chắc chắn và là hàng hiệu rồi. Nếu mà quý anh chị tìm hiểu nhá. Đó là những cái giá trị trên con Raptor. Tiếp đến thì đèn pha thì cũng là đèn pha thông minh, có tự chỉnh góc sáng rồi là LED daylight, đèn bi cực kỳ là sáng luôn. Về phần thiết kế thì thiết kế của chiếc Raptor này nó sẽ to bản và chúng ta không cần phải độ thêm tất cả những gì nữa, vì tất cả xung quanh đây nó đã tạo cho chúng ta từ khi nhà sản xuất tạo ra rồi, cực kỳ là bệ vệ, đầm chắc. Đấy, quý anh chị để ý cho em. Những cái phần sơn si, quý anh chị cũng lại để ý với em xem. Tất cả nước sơn si trụ xe đi cực kỳ là giữ nhá. Chất xe còn rất là đẹp. Và em thấy là những chiếc Raptor này khi chúng ta đi cực kỳ là đa dụng. Với những ai thích phiêu lưu, thích di chuyển trên những cung đường, đồi núi hay là gì, nó rất là hợp lý. Tiếp đến là phần phía sau cũng trang bị phần logo có kết hợp cam lùi theo xe. Đó, để ý xem. Phần khoang sau thì đa dụng tiện lợi đúng không? Nếu mà những ai mà yêu quý, hãy để ý cho em những cái phần chi tiết, nó còn cực kỳ là mới nhá, rất là mới. Đấy. Đi xe Ford nó là một trong những cái xe em cảm nhận được cái độ an toàn. Vì sao? Vì trên xe đã trang bị cực kỳ những cái tính năng an toàn như là cài cầu điện, rồi được khóa vi sai, rồi là khả năng chống lật. Nó là một chiếc xe vừa là gia đình, vừa là chiếc xe để chơi, cực kỳ là thích nhá. Thì tiếp đến thì quý anh chị và các bạn đi cùng em về phần nội thất của xe. Thì với Raptor thì trang bị cho anh chị về phần ghế là gần ghế da pha lị, rồi là những phần nội thất cũng được bọc da kết hợp khâu trị nội viền xanh cực kỳ là đẹp mắt. Đấy, ghế da pha lị theo xe cực kỳ là đẹp và vẫn còn nguyên bản nhá. Với chiếc xe này đi được khoảng hơn 4 vạn thôi, nhưng mà chiếc xe cực kỳ là rộng. Không gian bên trong xe thì cực kỳ là thoáng đãng. Đấy, quý anh chị có thể ngồi lên. Những cái chất liệu ghế da vẫn còn căng dày và đẹp. Bên dưới thì kết hợp cho quý anh chị là những cái sạc dự phòng, rồi là mọi ổ cắm tiện lợi. Phía bên trên phần khoang lái thì từ cửa lái đi vào thì có những cái nút điều chỉnh, rồi là vô lăng tích hợp phím, có lim, có giới hạn tốc độ, có cruise control, ga tự động nhá. Thì đây, phần cài cầu trên xe được cài cầu điện trên xe này, và có hỗ trợ độ đèo đo dốc, rồi cân bằng điện tử, khóa vi sai đó. Mặt hình của xe thì kết hợp Apple CarPlay hoặc là Auto Android, giúp thì quý anh chị các bạn có thể là giải trí trên xe một cách là tiện lợi và không cầu kỳ và mất nhiều thời gian đâu, đúng không ạ? Đấy, rất là đẹp. Quý anh chị để cho em phần nội thất nhá. Xong mà đưa ra em cái đánh giá nhận định xem là cái xe này, với chiếc xe này, nó còn mới, nó còn đẹp, nó còn chất hay không. Đó. Tiếp đến về máy của xe thì với động cơ dầu máy 2.0 diesel sản sinh ra 213 mã lực, cực kỳ là khỏe. Bộ máy thì cực kỳ là to rồi, quý anh chị để ý ra mày.
tất cả từ những con ốc, từ những phần nước sơn si keo trị của xe. Và đặc biệt là trên những chiếc xe Ford này thì nó chỉ nha, có chỉ ngang thôi nhá, nó không có chỉ dọc. Phần ốc ác là nguyên bản. Máy là máy dọc này. Thì khi xem xe cũ thì quý anh chị để ý cho em là càng để ý được nhiều con ốc, càng để ý nhiều chi tiết thì càng tốt, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể nhận định được máy móc của máy nó có nguyên bản hay không, có đẹp, có zin hay không. Thì với những chiếc xe đã về cửa hàng em thì em luôn cam kết cho quý anh chị là máy móc hộp số là nguyên bản, không đâm va ngập nước, km zin. Và với chiếc xe này, giá trị em đang bán nó là 1 tỷ 170 triệu đồng. Có thương lượng thực tế khi xem xe tại cửa hàng. Thì không biết là có anh nào đam mê địa hình, đam mê tốc độ thì hãy đến và trải nghiệm với em xem là chiếc xe này nó có thực sự là ok hay không nhá. Mạnh Chiều xin gửi lời chào với toàn thể quý anh chị và bạn. Em xin cảm ơn mọi người.